Em xin giới thiệu, đây là Anten, hàng nội địa Nhật. Nếu nhà các bác đã có âm ly của mini nè, âm ly của xây trung nè, âm ly của dàn đại nè, mà các bác muốn nghe radio AFFM thì mình phải mua Anten của Nhật như vậy về, sau đó mình cắm phía sau âm ly mình mới nghe được radio AFFM nha. Cách sử dụng thì vô cùng đơn giản. Nếu mình nghe FM á thì mình cắm vào như trên clip của em. Nếu mình nghe AM á thì mình rút cái chui cắm này ra. Mình sẽ lấy sợi dây này nè, mình gài vô vị trí AM. Một cái anten mình có thể sử dụng cho hai tần số AM FM. Nếu mà các bác không muốn về qua về lại phiền phức thì mình mua luôn hai cái vẫn được. Phía sau này nó có ghi AM FM, cho mình cắm anten vào, mình cứ làm như hướng dẫn trên clip của em là xài ok. Đây là anten zin, hàng nội địa Nhật. Những dàn âm thanh này muốn nghe được radio bắt buộc phải cắm anten vào nha, còn không là mình phải chế, chế thì nó sẽ không im bằng. Giá bán của một cái anten như vậy là 100.000, phí ship đồng giá 30.000 toàn quốc. Các bác có nhu cầu mua anten thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn, hoặc vào Zalo, nhân viên sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác tham khảo. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Các bác vui lòng chuyển khoản đủ giúp em, sau đó cho em xin địa chỉ, em ship hàng tận nơi. Bây giờ em sẽ test thử chức năng anten này cho các bác tham khảo trước khi mình quyết định mua nha. Phía sau em đã cắm vào FM, thì ở trên âm ly em sẽ dò đài FM. Đài em đang dò ở tần số 102.7MHz. Bây giờ mình sẽ dò xuống nữa nha. Quý thính giả, trong chuyên mục giải đáp về tình trạng FM ở tần số 94MHz với sự đồng hành của nhãn hàng Bắc rất là trong, giúp giọng nói trong sáng hơn. Có lẽ cho chúng ta ai cũng đã từng một lần bị khẩn. Đây, mình sẽ nghe qua tần số FM 90MHz. Dùng ở trong nhà thôi, hình như có bán nữa đúng không chú? Nếu mình muốn trải nghiệm thêm chức năng FM AM trên bộ dàn âm thanh nhà mình thì có thể liên hệ với bên em mua ngay cái anten như vậy. Chỉ có 100.000 và phí ship 30.000 mình có thể sử dụng được hai dải tần số AM và FM. Bây giờ em xin kết thúc clip mua hàng, vui lòng liên hệ số điện thoại và địa chỉ trên bài đăng giúp em. Dạ. Giao thì tốt đó, mà đợt rồi bị dịch đó con, cái mình tiêu thụ không có bán được, cái tiêu thụ không được. Dạ. Rồi mấy nay là chú có bỏ mối cho chợ được không chú? Có bỏ ở chợ địa phương của mình á. Nhưng mà số lượng chắc ít hơn đợt trước đúng không? Ít, ít nhiều lắm. Dạ. Hai ba bữa nó lấy được 5-3 ký gì vậy. Dạ. Ủa chú ơi, ví dụ như quế thì chú bán tại vườn là nhiêu ký đây chú? Chú cắt chú đem ra mà giao bán hàng nó 10.000 ký. 10.000 ký là chú đem giao luôn á hả? Đem giao tới chỗ. Dạ. Ủa có quế này làm món gì ngon ta? Quế này nó nấu canh chua được.